sầu. Nước mắt khô cạn, khi xa đời, thương cho đàn con. Các bạn nghe thử cái màu nó khác ha. 6, thêm nó 6 nữa. Boston. Và khúc sau thì nó chuyển sang cái điệu bossa nova. Xin gửi trên Xin chào các bạn. Vừa rồi chúng ta đã nói một chút xíu về cái cách viết một cái câu intro. Thì hôm nay nó là một cái ví dụ ngược lại, có nghĩa là mình viết một cái câu intro đôi khi nó không có dính đến một cái mô típ nào trong cái tác phẩm đó, nhưng mà nó nghe nó thuận, người ta chấp nhận được thì tạm gọi là được nha. Ví dụ hôm nay chúng ta Thịnh chia sẻ với các bạn có hai cái vấn đề rất là ngắn thôi. Là hôm nay Thịnh mới giới thiệu với các bạn bài Không Tên số 4. Mình đánh một cái câu intro nó không có vô cái mô típ, nhưng mà các bạn nghe thử có chấp nhận được không nha. Thật ra đó nó vô một chút thôi. Ví dụ như là có hai ô đầu, ví dụ như là khóc cho vơi đi những nhục hình, thì của Thịnh là lấy có một chút xíu thôi. Nhưng mà các bạn thấy là do cái câu này Thịnh viết á, Thịnh cảm thấy nó cũng hợp hợp mà nó cũng tình, chủ yếu là theo cái chuỗi hợp âm. Thì các bạn nghe đây là một cái ví dụ ngược lại với cái bài vừa rồi ha, để các bạn tham khảo nha. Ví dụ như bà Thịnh đánh cái này là cái điệu Boston nha. Còn khi nó vào bossa nova chúng mình tính sau ha. Boston nè. Các bạn thấy là cái câu intro này nó không có giống, nó chỉ lấy vài ba cái mặt nó giống nhau thôi, nhưng mà nó chấp nhận được ha. Tiếp theo Thịnh chia sẻ với các bạn là như vậy. Hôm nay Thịnh gửi đến các bạn là cái thế bấm hợp âm. Thì với cái thế bấm hợp âm á, mà ngày xưa chúng ta đánh la thứ như vậy đánh nhiều năm rồi, đôi khi chúng ta tự chán đúng không, nhiều khi chúng ta đánh la thứ 7 cái là la thứ 7 nó rất là nhiều cái thế, hoặc là la thứ 9 ha. Nhưng mà đánh như vậy nghe nó không có được đẹp và hay lắm. Bây giờ Thịnh gửi đến các bạn cũng cái bài Không Tên số 4 này, chúng ta có những cái mẫu hợp âm Thịnh ghi trên cái sheet nhạc. Các bạn có thể đăng ký cái cuốn sách này, hoặc là gửi mail đi thì để Thịnh sắp xếp, Thịnh gửi tặng các bạn cái sheet này. Các bạn thấy bây giờ đầu tiên á, chúng ta sẽ nhìn vô cái hợp âm nha. Khóc cho vơi thì các bạn thấy là la thứ Thịnh ghi là S2. S có nghĩa là cộng thêm. Thật ra nốt 2 là nốt chính đó các bạn. Ví dụ như la thứ chúng ta là Do Mi là 1-3-5 đúng không? 7 là nốt Son. Nốt 9 là nốt Si. Và cái nốt 2 cũng gọi là nốt Si. Thì là đến nốt Si thôi. Vậy thì bây giờ la chính với la S2 nó khác nhau chỗ nào? La thứ S2 là hợp âm la thứ cộng với nốt Si kế nhau hết. Còn hợp âm la chính thì nó phải có thêm nốt 7 nữa. Người ta không ghi là hợp âm la 7-9 đâu. Người ta ghi hợp âm la chính, có nghĩa các bạn phải có cái nốt Son trong đó. Thì nó có cái khác nhau ở chỗ đó thôi. Và cái nốt chính nó nằm ở trên cao. Còn cái bậc 2 là cái nốt Si nó nằm kế nốt la luôn. Thì piano thì nó thể hiện rõ hơn. Ở guitar thì mình đánh cái hợp âm S2 nó quá khó. Nó rất là khó. Thường là mình đánh chính không mà. Ví dụ la thứ 9, la thứ 2 mình đánh như vậy. Thật ra nó là 9 chứ không phải là 2. Tại vì từ cái nốt mi này nó lên tới nốt này luôn. Nó đâu có qua Son, La đâu.
Tại vì mình không có thể nào mà cái tay của mình thế bấm là vừa cho ngân nốt la mà vừa cho ngân nốt si được, nó rất là khó. Một vài trường hợp cái thế bấm mình mới có thể làm được cái hợp âm S2. Hôm nay là cái trường hợp đó. Bây giờ các bạn cùng theo dõi tập với Thịnh ha. Cái hợp âm này Thịnh tập cũng rất là đau tay, nhưng mà mình thấy nó đánh vô nó ngầu ngầu hơn. Ví dụ nè. Không cho vừa đi những là bình thường ha. Bây giờ chúng ta muốn cho nó đỡ chán hơn, chúng ta đổi cái thế bấm S2 nè. Các bạn nghe thử cái màu nó khác ha. Tình cảm hơn nhiều. Thì bây giờ là cái thế này nó rất là khó, nó hơi mỏi tay chút xíu. Các bạn đánh la thứ này giùm Thịnh nha. Rồi. Cái ngón út của mình á, mình giới qua cái nốt C. Cái nốt C là dây thứ ba đó, nó là như vậy nè ha. Rồi bậc ba của nó là nốt đô để dẫn bấm, thì có nghĩa là nó cách nhau tới hai cái phím, là cái tay mình phải giãn ra rất nhiều ha. Nó là như vậy nè. Mi cũng được ha. Và rê thứ 7 6, thêm nó 6 nữa. Rồi các bạn đánh cho Thịnh son trưởng. Son trưởng thì các bạn đánh bình thường cũng được ha. Rồi đô major 7. Rồi sau đó thì hợp âm rê trưởng bát pha thang, các bạn đánh cái thế này giùm Thịnh nha. Rê nè. Rê là rê đúng không? Để các bạn qua cái nốt pha thăng này giùm Thịnh nè. Bạn nghe thấy nó ấn tượng hơn ha. Rồi bắt đầu qua rê thứ. Trong một cái bài hát chúng ta từ từ chúng ta ứng dụng một vài cái màu sắc nó lướt lướt qua cho nó dễ thương thôi. Chứ nếu mà chúng ta đánh một chuỗi hợp âm mà nó màu sắc nó nhiều á, thứ nhất nghe mệt là bởi vì tác phẩm của mình đang trình bày nó không phải là nhạc jazz. Nó chỉ ứng dụng cái hòa âm jazz nhẹ nhàng thôi. Còn nếu mà nhạc jazz thì nó là một cái gì đó, một cái phạm trù khác ha. Thì hôm nay thì muốn ứng dụng những cái hợp âm, tạm gọi là cho nó đỡ chán đi, cho một cái bài rất là đẹp. Đó là bài Không Tên số 4. Thì đầu tiên các bạn thấy nè, đầu tiên cái intro, thật ra Thịnh có viết intro nhưng mà hồi nãy mình chia sẻ rồi, bây giờ intro này Thịnh sẽ dùng làm cái gian tấu. Bây giờ mình ca sĩ vào hát luôn. Thì mình định lấy cái câu là mãi về sâu nước mắt khô cạn khi xa đời thương cho đàn con chịu người quen có mấy người thân khi lìa trần có mấy người được. Các bạn thấy không, khi mà mình cho những cái hợp âm này thì bắt đầu nó có một cái sự biến đổi, nó làm cho cái màu sắc nó phong phú hơn theo cái cảm xúc của mình. Tuy nhiên cái này là Thịnh suggest cho các bạn chọn lựa thôi nha. Các bạn không thích thì vẫn đánh những cái thế khác. Tại vì đây là cái màu hòa âm. Mà gọi là cái màu hòa âm thì nó không ai giống ai. Tùy mỗi người cái chọn lựa thôi. Thì hôm nay Thịnh chia sẻ với góc nhìn của Thịnh là về cái chuỗi hợp âm này. Còn trong đây nó có một cái điệu là Boston. Và khúc sau thì nó chuyển sang cái điệu Bossa Nova. Thì mấy cái bài này là Thịnh đã chia sẻ trước đây rồi. Thì mình sẽ không quay lại. Bây giờ mời các bạn cùng tập với Thịnh những cái thế bấm hơi đau tay xíu ha. Cho nó quen. Và vừa giải trí với bài Không Tên số 4 được trình bày qua giọng ca của ca sĩ Cát Tiên. Khi lìa trần
cho em giây phút mặn nồng, giữ cho em mãi thắm bầu. Lời anh nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau. Xin gửi trên. Giữ cho em.